Rồi các bạn cùng chào chị An Nhiên nha, ngày mai chị đi trị bệnh hay giờ mốt chị đi trị bệnh gì đó. Ừ, hồi nãy chị đọc những cái comment đó thì chị thấy có mấy em hình như là họ không có kinh nghiệm lắm, cho nên mình cũng không có trách mấy em nhiều. Nhiều khi mấy em chưa có phối hợp qua cho nên mấy em nghĩ là nó không có được khớp. Chị mong là cái hình ảnh này của em sẽ được cái kênh báo kia bỏ lên và viết một bài viết có tâm hơn. Tại vì hổm rày chị nhìn cái kênh báo đó, họ cứ lấy những cái hình ảnh mà em tập gym rồi họ đưa những cái lời nói không có công tâm về báo chí lắm, cho nên là thật là ngao ngán. Chị hy vọng là cái bạn đó có coi livestream của em hôm nay thì phải có một cái ngòi bút nào đó để cho công chúng người ta nhìn vào và người ta có một cái cách nhìn thánh thiện, mà cách nhìn gọi là đẹp hơn về ngành báo chí tí xíu chứ. Mà chị thấy cái kênh đó Bây rất giờ là đó chị tệ. ơi, cho em nói một chút xíu đi. Nếu á, mà nó có lương tâm á, thì nó đã không làm báo bẩn. Mà nó thật sự á, cái cuộc đời của em ở đây á, và tất cả mọi cái người khác trong xã hội á, cũng chả cần nó nói tốt, nó đẹp, là mấy con khỉ khô gì hết á. Nó nói đúng là được rồi. Nó nói đúng sự thật khách quan là Thì ok rồi. đúng là như Đó, vậy, thì đúng chị không? muốn là nó nói đúng Cũng sự thật cũng khách cũng quan chứ từ không từ, cần nói chị thêm. lanh quá. Chị lanh quá để cho em nói một cái. Đúng không? Em chỉ cần nó nói đúng thôi được rồi. Là cái xã hội này nó tốt đẹp lắm luôn á, xã hội này nó trong sạch lắm luôn đó. Giống như mấy bạn phản động á, tự nhiên mấy bạn đi nịnh Việt Nam nghe nổi da gà quá. Không cần các bạn nịnh, các bạn chỉ thừa nhận những thành tựu của Việt Nam, chỉ cần các bạn nói đúng về Việt Nam thôi là cuộc đời đã đẹp biết làm sao rồi, đúng không chị? Rồi chị nói đi. Đúng rồi, thật sự ra thì các bạn đó cũng là người mà đi đi ra nước ngoài làm lo cái cuộc sống mưu sinh, các bạn đó đâu có khả năng để mà gọi là chung tay phát triển Việt Nam được. Nhưng mà các bạn đó cần phải có cái cách nhìn khách quan về Việt Nam, chỉ còn như đó thôi là mình công nhận các bạn đó là đồng bào rồi. Nhưng mà đã không đóng góp gì cho Việt Nam rồi mà miệng thì lúc nào cũng nói là yêu nước rồi muốn đất nước tiến lên, nhưng mà các bạn nó đâu đâu có làm cái gì cho đất nước tiến lên đâu, mà các bạn nó lại đi làm xấu hình ảnh của Việt Nam với lại những người quốc tế, thì các bạn nó không có xứng đáng. Mình đâu cần các bạn đóng góp tiền của nào đâu. Thực ra những đồng tiền mà các bạn đi nước ngoài gửi về Việt Nam là họ gửi cho gia đình của họ, chứ họ không gửi cho chính phủ để mà xây đắp kinh tế phát triển Việt Nam. Nhưng mà họ luôn nói Ôi, là Việt Nam nhận ân huệ của họ thì không có đúng. bây giờ á, thì mình không nói về mấy thằng phản động nữa, tại vì tụi nó là quá bẩn bựa và xấu xa rồi. Cái xã hội đó là nó nằm dưới đáy của xã hội rồi, mình không cần phải nói đó. Nhưng mà bây giờ mình nói tới nước ngoài nè, chị có biết một bài báo ở bên Ireland đó, Ireland là quốc gia nằm ở châu Âu đó, nó nói là chính phủ Việt Nam nhắn tin đi ngửa tiền, đi ngửa tay xin tiền người dân mua Covid. Nó mẹ nó báo nước ngoài đó, mà nó đặt cái tựa nó mất dạy như vậy đó, chị thấy sao? Thì vậy gì thì em thử Mà hỏi nè, những cái người ở Việt Nam á, sống ở bên châu Âu á, thì họ có đi biểu tình ở trước trước NATO hay không, để cho cái tờ báo đó đính chính, để cho trả lại cái sự trong sạch cho đất nước Việt Nam này trong cái mùa dịch này, chứ nói chuyện kiểu đó là sao được? cái vấn đề là chính phủ đâu có vận động gì đâu, có nghĩa là người dân của chúng ta mỗi người đều tự giác tự tự ý thức để mà chung tay với chính phủ đẩy lùi dịch COVID và mang đến cho Việt Nam một cái câu khẳng định là Việt Nam mình luôn luôn lo cho dân và tránh dịch rất là hiệu quả. Tất cả mọi người dân đều tự giác tự tự ý thức hết, chứ đâu có phải là không có những cái khoản tiền của người dân là chính phủ không có làm được những cái việc đó đâu. Bao nhiêu lần dịch xảy ra, chính phủ và Bộ Y tế những lần trước người dân đâu có đóng góp đồng nào vào, nhưng mà chính phủ và Bộ Y tế vẫn chữa chạy cho người dân và xóa được những cái bệnh rồi á hả, thậm chí chữa cho người nước ngoài cũng không tính tiền nữa. Sau này cái vật chất rồi tất cả mọi thứ đều nhiều tiền quá thì Việt Nam mình mới tính một ít thôi, cũng không có gọi là cái con số đó không có gọi là nhiều đối với người nước ngoài nữa. Trong khi họ chữa trị tại Mỹ đi, con số lên tới vài trăm ngàn, 488 ngàn cho 30 ngày nằm tại cái căn phòng để mà chữa, ai mấy ai có cái số tiền đó để mà chữa bệnh. Cho nên là các bạn đọc những cái tờ báo mà nước ngoài ghi như vậy thì không có công tâm chút nào cả. Họ nói là ở Mỹ không có kêu gọi đóng góp,
sao lại không có kêu gọi đóng góp. Tất cả email của người dân Mỹ ngày nào cũng nhận giá chót là cả hơn 100 cái email để mà donate vào cho cái COVID. Không lẽ À, bây giờ chị phải show hết tất cả? thật sự thì không biết chị nghĩ sao, nhưng mà cá nhân em là người trong nước á, suy nghĩ của em hiện tại nó như vậy, còn 5 10 năm sau nó làm sao thì em không biết. Nhưng mà em thấy rằng á, những cái tờ báo ở bên nước ngoài á mà viết viết bằng tiếng Việt á thì auto là phản động. Thật sự á, cái em đọc nội dung và đọc cái tựa đó, nó thấy nó có sự hiềm khích về đất nước Việt Nam, con người Việt Nam và chính phủ Việt Nam. Đó, nên ở trong nước Chính đọc mấy xác. cái tờ đó cũng không cảm thấy thoải mái đâu chị ơi. Ra đọc những cái tin tức á, chị không bao giờ chị đọc những cái tờ báo tin tức mà liên quan về quốc tế, chị không bao giờ chị đọc những cái tờ báo mà tiếng Việt cả. Tại vì á, nếu Mà như những tờ báo tiếng Việt thì chị chỉ xem những tờ báo ở trong nước Việt Nam mình có cái sự tín nhiệm, giống như là Việt Nam Express hoặc là báo Nhân dân điện tử thì những trang đó công tâm hơn. Còn những cái bài báo của những người Việt tại nước ngoài, họ toàn là chỉ trích Việt Nam, họ không báo không có một cái bài báo nào mà công tâm về nước Việt Nam cả, về cái sự phát triển dù nhỏ họ cũng không bao giờ họ có cái sự cổ vũ cho nước Việt Nam mình, thì những cái bài báo đó chị thấy không có khách quan. Còn giờ quay lại vấn đề vaccine á, vấn đề vaccine thì em thấy bên Mỹ á, là trước này nó cũng mấy cái tổ chức không phải chính phủ hay là phi chính phủ nó vẫn nhắn tin nó xin đồ này đồ tờ lưa hộp dưa luôn, chứ đâu phải là không xin đồ này. Cái thứ hai nữa em thấy Có trong vấn đề chứ, vaccine, trong email của còn chị đó. rồi còn trong vấn đề vaccine nữa, mà nói thật vaccine mà kêu kêu người dân mà tự nguyện chích á thì nó có người này người kia, nó có những nơi bên Mỹ á, người ta phải dụ chính phủ phải dụ người dân, rồi cho quà cho kẹo này nọ kia, cho bánh cho trái đồ này nọ cho nó ăn nó mới chịu chích, đúng không Đúng chị? rồi, đúng rồi. À, cái bài báo ở New York chị đã từng chia sẻ đó là những người dân ở New York đi chích vaccine đó, thì nó phát cho cái thuốc cai nghiện đó, thì những nó phổ biến, nó cho sử dụng thuốc ma túy đó, rộng rãi luôn, thì nó có những cái vụ lợi riêng cho nó cả. Có đất nước nào mà lại kích thích người dân sử dụng những cái chất ma túy như vậy đâu em. Người từ ngày mà Đảng Cộng sản Việt Nam của Việt Nam mình lên đó, lên để mà thống nhất nước nhà đó, thì chị thấy là những cái tệ nạn xã hội của Việt Nam giảm rất là nhiều. Còn xưa kia á, hả, thì cho phổ biến rộng rãi cái thời mà Mỹ qua để với lại Việt Nam Cộng hòa cai trị đất nước Việt Nam mình đó, thì những cái tệ nạn xã hội được rộng rãi, được buôn bán, được kinh doanh rộng rãi. Nhưng mà đất nước mình tại sao không có chấp nhận những cái tệ nạn xã hội đó? Tại vì không muốn người dân mình bị thao túng và bị ngập chìm vào những cái tệ nạn xã hội không hay, làm mất đi cái thuần phong mỹ tục của người dân Việt Nam mình. Nhưng mà Mỹ thì nó lại cho, để làm chi? Để mà người dân càng lúc càng không nhận ra được những cái mà điểm nhỏ bên trong của nó, về thuế, về tất cả mọi thứ, để người dân cảm thấy ngu muội đi và không nhận thức ra được là nó đang bóc lột, hay là nó đang cho người ta cái quyền lợi. Cho nên là người dân ở đây, những người Mỹ màu, gọi là người người, người nhập cư, người ta cứ nghĩ là người Mỹ cho họ những cái quyền lợi, nhưng mà họ quên đi là họ làm, họ đóng thuế rất là cao. Đó, thì những cái tệ nạn xã hội hút chích ma túy nó cho phổ biến rộng rãi, thậm chí làm gái nó cũng cho luôn, thì mình đủ biết được là nó muốn thực hiện cái chính sách ngu dân như thế nào rồi. Giá trị của sự tự do mà. Thật ra thì khi mà mình nói ra để mà mình góp phần, mình chỉ là mình muốn nêu ra những cái tiêu cực của xã hội để ăn chi, để mà so sánh thôi. Còn có nhiều đứa kêu ủa tại sao nó như vậy, mà tại sao sống tại Mỹ, người ta sống tại Mỹ nhưng mà người ta tuân thủ theo pháp luật và người ta vẫn đi làm kinh doanh để mà hả phát triển sự nghiệp cho bản thân cũng như phát triển sự nghiệp cho nước nhà, chứ người ta không có phải là hả những người mà gọi là bất hảo trong xã hội giống như tụi nó là những thành phần mình làm cho nước Mỹ tệ, giống như ngày hôm nay đó, là những người đó là những thành phần kéo cái kinh tế Mỹ tệ mà Mỹ mang tai mang tiếng trong cái thiên niên kỷ này đó, những người đó đó.
Thì An Nhiên nói á, là những thành phần mà nói xấu về quê hương đất nước á, là những thành phần đó là những thành phần mà hay có những cái suy nghĩ ăn xin như thế nào, là họ tư tưởng của họ cứ nghĩ là chính phủ cho họ thì họ nghĩ là cái đó là cái điều tốt, nhưng mà họ không bao giờ họ nghĩ tới những cái điều mà họ đã phải bị mất đi những cái quyền lợi của họ tại nước Mỹ như thế nào. Nếu Ví dụ như quyền gì chị? Ví dụ quyền gì? ví dụ như là có những người sống tại Mỹ bao nhiêu năm họ không có quốc tịch, vì sao? Tại vì á, bản thân của họ làm họ không có đóng, họ trốn thuế, họ không có đóng những cái khoản tiền nhất định, thì họ sống mười mấy hai chục năm họ vẫn không có được cái quốc tịch Mỹ, thì họ không có được cái quyền lợi công dân của nước Mỹ. Họ cứ nghĩ là khi mà họ thất nghiệp họ xin những cái đồng tiền đó chính phủ cho họ thì chính phủ là những người nhân đạo, nhưng mà họ không biết được là đó là những cái đồng tiền tích lũy của họ trong những năm tháng cài tại Mỹ, đóng thuế thu nhập cá nhân, để mà chính phủ chỉ là bố thí cho họ một tí xíu như vậy để họ appreciate, là họ kính cẩn cảm ơn, nhưng mà cái không cái có cái đó cái thì cái này em thấy chị nói nó hơi sai sai nha, tại vì mấy thằng đó đó là thứ nhất nó đâu đóng thuế đâu chị, nó ăn bám mà, nó ăn bám thì nó đội Mỹ lên đầu, đúng rồi, tại vì nó đâu có phải đóng thuế. Còn những người mà người ta đóng thuế người ta mới bị oan ức đâu chứ. nó cũng có đóng thuế, nhưng mà nó trốn một cái phần thuế, nó cũng có những cái năm tháng đầu tiên nó qua nó làm thì nó cũng có trả thuế, nó có chứ, cho nên nó mới xin được. Còn những người không đóng thuế thì đâu có xin được những cái khoản tiền đó đâu em, những người không đóng thuế thì không xin được những khoản tiền đó, nhưng trong cái cuộc sống của nó sau này thì nó cảm thấy, nó thấy những người kia xin được những cái khoản tiền đó thì đâm ra cái bản tánh lười nó xuất phát từ đó và nó không muốn đi làm, thì nó xin những cái đồng tiền trợ cấp, thì chính phủ sẽ lấy trích từ những cái tiền thuế tích lũy của nó cho nó, chưa đến khi mà hết cái khoản đó rồi thì chính phủ sẽ ngưng không cho nữa. Thì khi sau này nó về già thì những cái khoản tiền mà nó lãnh lương hưu sẽ ít ỏi hơn và sẽ không đảm bảo được cho cái cuộc sống về hưu của nó. Nó không biết được những cái điều đó. Đó, chứ nó bản thân cũng phải có đóng thuế thì mới xin được tiền chính phủ, chứ còn trẻ mà xin tiền chính phủ mà mình chưa có được những cái điểm tiền đóng thuế cho chính phủ thì mình đâu có xin được đâu. Em thấy là thứ nhất là nó đóng, có đóng không có nhiều, đóng có chút xíu à, thì mà nhưng mà Mỹ ban cho nó cái quyền lợi đó thì nó đương nhiên nó sẽ cảm thấy ok, nó cảm thấy hài lòng, chuyện đó là chuyện bình thường. Còn những người ta đóng thuế cao, người ta nuôi cho cái nuôi cái bọn đó thì nó mới bất công chứ. Chị đứng trên góc nhìn của mấy người nghèo đó thì chị nhìn nó khen Mỹ đúng rồi, chị phải đứng trên góc nhìn của mấy người ta trung lập, người ta làm, người ta không nghèo không giàu, cái đối tượng nó mới bị bóc lột, người ta xương tủy, cái đối tượng đó nó mới bị khổ. Đúng, Đó, cho nên là những người mà xin tiền chính phủ rồi đi ca tháng này nọ thì họ họ tự phơi bày cho mọi người thấy cái tánh bất tài vô dụng của họ. Ủa là một con người tại sao không dùng sức khỏe trí tuệ của mình đi làm để đắp xây cái tương lai của mình? Tại sao phải ngồi cứ chờ những cái đồng tiền chính phủ rót vào rồi á? Một lúc nào đó mình muốn mua một cái món gì đó mà trong tay mình không có được cái khoản tiền để mua thì mình cảm giác như thế nào? Đó là cái sự bất tài vô dụng của những con người mà hả suy nghĩ cạn như vậy, nên là họ có những cái sự bất mãn xã hội, họ thấy họ không thể nào sống tại đất nước Việt Nam mình được, tại vì đất nước Việt Nam mình không có dung túng những cái thành phần giống như vậy. Vì sao mà chính phủ Việt Nam mình á không có cho những cái phúc lợi giống như ở bên này? Tại vì mình không dung túng những cái thành phần bất tài vô dụng như vậy. Chính phủ muốn khuyến khích người dân lao động là vinh quang để mà đắp xây cái tương lai của mình rộng hơn, phát triển hơn. Cũng giống như em càng từ một thanh niên ở dưới quê lên trên thành phố để mà làm việc thì em ý thức được tương lai của em, chứ em đâu có muốn dậm chân tại chỗ trong một cái phòng gym ở quận 6 được. Nếu như muốn dậm chân tại chỗ như vậy, cuộc sống của em nó rất là bình thường, nó không phải là một giám đốc CEO Duy Nguyễn đẳng cấp như bây giờ. Em phải dùng trí tuệ và công sức
mồ hôi lao động của em phát triển được. Thì ngày hôm nay em muốn mua được một cộng danh lịch LV nó rất là dễ dàng đối với em. Còn những người ngửa tay xin tiền đi, bây giờ họ nhìn tới cái cộng danh lịch tiện giác ba mấy 40 đô thôi, họ còn không có tiền để mua nữa. Thì vậy thì họ có cảm thấy có lỗi với lại những tháng ngày mà họ sống tại nước ngoài hay không? Đúng không? Tại sao mình biến con người của mình thành những thành phần mà gọi là hạn chế giống như vậy? Chị nói cái vấn đề này em thấy giờ em nói chị nghe nè, giờ nếu mà có danh dự, có liêm sĩ này nọ kia thì ai đi làm phản động? Cái người mà ta có danh dự, có lòng tự trọng, có liêm sĩ á, thì họ không thích Việt Nam thì họ cũng im luôn, họ cũng lo làm thôi. Họ chứng tỏ họ thành công hơn, họ phải chứng tỏ họ thành công hơn, họ đẳng cấp hơn. Cái người Việt giàu nhất thế giới là phải nằm ở bên nước ngoài để người ta chứng minh rằng cái con đường họ chọn lựa là đúng và cái chính kiến của họ chọn lựa là đúng, thì cái đó mới là người danh dự quân tử. Họ không thích Việt Nam nhưng mà phải tôn trọng họ, đó là sự tự do chính kiến. Chị thấy em nói đúng không? Còn đằng này thì họ không làm được vậy, họ cũng phải tìm một cách nào đó bú farm trực tiếp hay là gián tiếp về Việt Nam, về tổ quốc, về con người này nọ để họ có được những cái lợi nhuận trước mắt. Ở đây chia làm hai hướng, cái hướng cầm cờ kiếm tiền ăn cơm chỉ, đó là một hướng. Cái hướng thứ hai á là cái hướng mà gọi là cái gì ta, làm YouTuber, lên mạng đọc báo xong rồi ngồi đó xào chẻ thông tin, thêm thắt sự kiện, tối lên livestream, đó livestream lần này nọ kia tôi nói quý vị nghe đồ ABC đồ, tạo kinh n cộng n trừ đồ, rồi mấy kinh này kinh nọ kinh kia đồ. Cái cốt lõi cuối cùng cũng để làm gì? Kiếm hai nguồn tiền. Một là nguồn tiền đồ này, hai là nguồn tiền YouTube trả. Đó, thì đối với chị những cái hành động đó có phải là bẩn bựa không? Có phải những hành động đó có đáng mặt làm con người không? Thì những hành động đó như em và chị Phương Hằng nói là đó là những tên YouTuber đó. Vì cái sao chữ có YouTuber, cái tên YouTuber? Cái chữ YouTuber không, nó không có đủ. Đúng không? Cái chữ YouTuber không, nó không có đủ. Cái chữ YouTuber chỉ có thể dành cho những người mà đi cà khịa cá nhân, xuyên tạc cá nhân này nọ thôi. Còn cái đây là xuyên tạc đất nước, con người, tổ quốc Việt Nam để kiếm những cái đồng tiền bỏ vô miệng, thì cái đó không thể nào dùng cái chữ YouTuber mà nó đủ được. Chị phải có một từ khác nó nặng hơn và nó phản ánh đúng hơn. Đó là những tên phản động khốn nạn, những tên vong nô vô tổ quốc khốn nạn. Phải dùng cái từ đó nó mới phù hợp với lại những cái thành phần đó. Tại vì á, nó bị dân nó nói là nó muốn cho đất nước Việt Nam phát triển hơn, tiến triển hơn, nó đem đến, nó muốn cho người dân Việt Nam mình có cái tiếng nói công luận hơn. Nhưng mà cuối cùng sao, chính bản thân của nó sống tại nơi nó đang ở, nó còn không có được cái tự do ngôn luận nữa. Nó còn đâu có được cái tự do ngôn luận nữa đâu, nó nghĩ là nó có tự do ngôn luận, mà thực ra cái tự do ngôn luận ở Mỹ hạn hẹp và hạn chế. Cái này chị phải nói về cái sự gọi là khốn nạn của Mỹ. Tại vì á, tự do ngôn luận của thằng Mỹ nó chửi cái nước khác thì ok, nhưng mà nó chửi chính nước Mỹ nó sẽ bị khóa miệng, nó bị khóa mỏ và nó bị delete luôn cái account 80 triệu follow. Thì em nhìn thấy đi, tổng thống kia mà còn không được tự do ngôn luận nữa thì một người dân thường cấp chế như vậy làm sao có được cái quyền tự do ngôn luận hả em? Không phải, tại đúng vì không? Ông tổng thống kia mà còn phải... Chị nhìn nhận vấn đề không có sâu nè, cái tổng thống kia đó là chơi mà không biết luật. Thí dụ như chị thấy ông tổng thống kia đi chửi Việt Nam, đi cà khịa Việt Nam, ổng chưa tới mức chửi Việt Nam, ổng đi cà khịa thôi, và ổng chửi Trung Quốc, đúng không? Ổng chửi luôn cái chế độ cộng sản ngày xưa, thì ổng có bị khóa mỏm đâu? Đâu có bị. Mà đằng này ổng kêu người dân xuống đường tỏ bài, xuống đường trình bày chính kiến, quyết định lá phiếu này nọ vào ngày 6 tháng Giêng, thì từ cái giai đoạn đó ổng mới bị khóa mỏ. Tức là ở đây em muốn nói cái gì? Cái quyền tự do ngôn luận á, đi chỏ mỏ tứ phương thì là ok, thoải mái, vô tư, nói sao cũng được cả. Nhưng mà chỏ mỏ về chính nội bộ nước Mỹ là chắc chắn là bị xóa account. Đó, và xuất hiện video đâu là delete video đó. Điều đó nói lên điều gì? Nói lên điều gì là có nghĩa là một con người sanh ra và lớn lên phải có cái lòng tự tôn dân tộc. Nếu người đó làm tổng hại tới quốc gia thì bất kỳ người đó là một tổng thống hay là người như thế nào đều cũng phải bị trừng trị theo cái khuôn khổ, khuôn phép của đất nước đó. Còn ở Việt Nam mình á, người dân của Việt Nam mình sống ôn hòa và hả sẻ chia, thì những người ở bên này á, họ
còn muốn dạy cho người dân mình cái điều gì trong khi bản thân của họ ở bên này á, tất cả mọi thứ họ đều bị hạn hẹp hết. Bản thân của chị đây, chị là người gọi là độc lập cho cá nhân của mình, tự mình làm và tự mình kinh doanh, có cái nguồn tiền ra vô Không, đóng tiền chính phủ đàng hoàng mà chị còn em không hiểu được ý tự chị do. rồi, em hiểu ý chị rồi. Chị phải nói, cái nói câu này phải rõ hơn. Thứ nhất là chị độc lập trong suy nghĩ, hành động và tài chánh đó, chị đi hiên ngang bên đời những thằng Mỹ trắng rồi. Các bạn thấy không, chị an nhiên á, chị biết cũng khá là nhiều, nhưng mà cái khả năng diễn đạt của chị nó không được hay, mà bởi vì chị phải cần có Duy Nguyễn đó, để Duy Nguyễn diễn đạt những cái ý nghĩ của chị ấy để cho nó nâng tầm Việt Nam lên tí đó. Cái này chị phải cảm ơn em. Ê, em Em thấy rồi, em biết chị đời, ủa, lộn lộn đối với lộn, Mỹ giết của anh, trắng, giết của anh. đối Rồi chị với nói người Mỹ trắng họ luôn đi. có cái sự tôn trọng chị, những người khách hàng của chị luôn có sự tôn trọng chị, là tại vì sao? Tại vì mình biết cách cư xử và mình biết cách hòa nhập vào cộng đồng. Mình sống ở nơi đâu mình cũng có một cái sự ngạo nghễ riêng của chính bản thân của mình độc lập, mình lao động bằng trí tuệ, bằng cái bàn tay khối óc của mình, chứ không phải mà hả bất hảo giống như ai kia làm xấu đi hình ảnh người Việt Nam ở tại nước bạn. Nên Rồi chị lúc kia. nào chị là phụ nữ nhưng mà chị luôn ngạo nghễ điều đó. Ủa mà em nghe nói chị sắp phải đi điều trị nữa đúng không chị? Đúng rồi, ngày mai có nghĩa là vào tối nay ở Việt Nam á, là sáng sáng mai chị nhập viện thêm một lần nữa, lần đây là cái liệu trình thứ hai, nó sẽ kéo dài 10 tiếng. Vậy thôi Cái giờ liệu chị cố trình gắng chị ngủ hôm đi chị trước ơi. thì Bây giờ chị cố gắng chị ngủ đi, đúng chị sắp rồi đi viện rồi, chị cố gắng chị ngủ đi nha. Chị quên hết những buồn phiền trong cuộc sống, quên đi khốn nạn tùm lê nãy giờ, nói chung là đừng nhớ nó trong cuộc đời. Chị uống nước ấm một cái đi rồi chị ngủ cho nó sâu, rồi ngày mai chị đi điều trị nha. Thì tất cả những người mà quen biết chị ở Việt Nam đều chúc cho chị rồi chị có sớm sớm lấy lại sức khỏe, có những cái ca điều trị mà thành công, nó không có một chút xíu mà rủi ro sai sót nào cả. Còn những thằng nào nó cà khịa chị, nó ác cảm với chị thì cuộc đời này chị cũng không cần phải có tụi nó, mà tụi nó cũng không định đoạt gì số phận cuộc đời của chị. đúng Rồi rồi, vậy nha thì chị. nói chung là tinh thần của chị cũng ổn định, chị Dạ. cũng đang uống aminolin với lại Liboy, rồi cũng Dạ. cũng đang bổ sung thêm vitamin protein cho cơ thể. Thì An Nhiên cũng xin chúc tất cả các anh chị em ở Việt Nam luôn giữ cái sự khoảng cách đối với dịch Covid, và cùng chung tay với lại chính phủ và Bộ Y tế để mà đẩy lùi Covid cho hữu hữu hiệu và hiệu quả nha anh chị. Chúc tất Dạ. cả mọi người bình an, và chị chúc cho em Duy Nguyễn Dạ. sẽ có được những cái thành tựu, và BBT quận 7 sẽ mau mau khai trương và sẽ đạt được những cái điều mà em mong ước. Cảm ơn cả Rồi nhà, cảm ơn em Duy Nguyễn nha. bây giờ theo theo cái quan điểm cá nhân của chị là chị thích, chị thấy em mặc đồ vest livestream phù hợp hơn hay mặc áo ba lỗ livestream tiếp tục chị? Thật ra thì chị không có quan trọng những vấn đề mà em mặc đồ gì, em mặc đồ vest hay em mặc ba lỗ hay là em mặc bộ đồ áo thun, thì em vẫn là Duy Nguyễn thôi. Thì cái cá tính của em, cái con người của em không thể nào lẫn lộn vào đâu được, nhưng nó thể hiện qua nhiều mặt trong những cái bộ đồ em mặc. Em mặc bộ đồ ba lỗ để làm gì? Để khi em livestream nó khẳng định điều gì? Có nghĩa là em muốn đưa đến cho những cái thế hệ streamer sau này, những thế hệ trẻ sau này, em muốn truyền bá rộng rãi tất cả chúng ta đều phải tập luyện thể dục thể thao để mà nâng cao sức khỏe cơ thể của mình. Chỉ những thành phần mà dân trí thấp, những thành phần mà gato mới phản ánh những bộ đồ tập gym của em thôi. Nhưng đối với Không An à, Nhiên thật sự thì á, sống cái tư tưởng cái văn chỗ minh. này, cho em bổ sung đi. Thật ra thì khi mà em livestream sau này nó sẽ có talk show, tức là khi livestream em vẫn mặc áo ba lỗ, em tập em livestream giống như hôm nay 3 4 ngày nay em làm gì đó. Còn khi mà livestream mà nói chuyện, livestream tập luyện thì mặc áo ba lỗ. Còn livestream mà chém gió hay là livestream mà thể hiện thông điệp, quan điểm hay thông báo gì đó thì em sẽ mặc em mặc đồ này. Tại vì bây giờ á thì thật sự đồ vest của em rất là nhiều, mà không mặc Thì thì bỏ cũng vậy thôi à. đây là cái Đó. ý kiến ông ý kiến của chị An Nhiên ha, có nghĩa là vào buổi trưa Việt Nam á, là cái giờ mà em tập luyện thì em bận những cái đồ ba lỗ rồi áo thun, em livestream thì nó hợp lý.
Và vào ban đêm Việt Nam là những cái giờ giấc mà em có thể làm tóc xô cho bản thân mình, thì em bận những bộ đồ sơ mi và đồ vest như vậy thì thể hiện cái hai phong thái riêng cho em. Một đó là em về về lĩnh vực thể dục thể thao, và ban đêm là em về lĩnh vực là em là một giám đốc, là một người có trí thức thế hệ trẻ Việt Nam, và truyền truyền đạt được những cái mà kinh nghiệm làm ăn cho tất cả các em trẻ ở dưới này để mà phát triển sự nghiệp hơn. Thì hai cái phong thái đó chị đều thấy rất là hợp. Buổi trưa thì em cứ bận đồ thoải mái, và ban đêm em bận những bộ đồ vest của em. Thì em nói rồi đó, cứ chê như vậy hoài thì nó cũng rất là uổng phí. Và bận khi em bận bộ đồ tô vét, nó sẽ toát lên cái hình ảnh một Duy Nguyễn, một giám đốc lịch lãm và phong độ, thì nó rất là tốt. Thì đây là cái ý kiến riêng của chị thôi, mà Nhưng chị mà thấy anh như sợ vậy. em mặc đồ lịch lãm nhiều quá, em ngung túc nhiều quá, em sang trọng nhiều quá thì phụ nữ rụng trứng với em nhiều, em lại có nhiều bồ nữa, em lại tốn thời gian, mày hao sức khỏe nữa chị ơi. Cái này thì chị An Nhiên không có ý kiến, tại vì cái tuổi trẻ giống như em Dương Nguyễn thì tất nhiên là làm cho tất cả các cô gái mới lớn thì sẽ có những cái tư tưởng mơ ước, mơ tưởng cho mình một người đàn ông như vậy đó. Thì chị già rồi, chị không có ý kiến cái đó, nhưng mà vấn đề mà sau này những cái debate sau này của em, những cái talk show sau này của em á, thì ban đêm em làm talk show thì nó hợp lý hơn. em Thứ nhất là em ban em đêm mặc đồ này mọi người là cha sẽ sóng thần sợ em rồi, em mặc đồ này cha sóng thần sợ em rồi, hết dám lên debate rồi. thôi ông sóng thần bằng ông sóng thần nói thiệt nha, ông bằng những cái áo BBT của em, chị thấy tội nghiệp quá. Ông phải đi tập gym đi, ông tập gym xong ông bận đồ của em, ông quảng cáo đồ của em cho nó thương hiệu tí xíu, còn còn bận áo BBT mà cái bụng bự quá, xấu quá. Dạ rồi, ok, cảm ơn. Ok, vậy thôi, chị chuẩn bị đi ngủ nha. Cảm Dạ ơn, rồi, cảm em chúc ơn chị ngủ Duy ngon. Nguyễn, cảm Dạ. ơn tất cả. Dạ. Cảm ơn, bye Em bye chúc cả chị nhà ngủ ngon. nha. Dạ. Dạ. Rồi bye bye mọi người. See you later.